Cập nhật tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Hồ Chí Minh HCDC cho biết, tính đến sáng 6 tháng 9 năm 2021, thành phố đã có 253.473 trường hợp nhiễm COVID-19 trong cộng đồng và 460 trường hợp nhập cảnh. Hiện thành phố Hồ Chí Minh đang điều trị 42.863 bệnh nhân, trong đó có 2.969 trẻ em dưới 16 tuổi, 2.789 bệnh nhân nặng đang thở máy và 22 bệnh nhân can thiệp ECMO. Trong ngày 5 tháng 9, thành phố Hồ Chí Minh có thêm 2.706 bệnh nhân xuất viện. Tổng số ca COVID-19 xuất viện cộng dồn từ ngày 1 tháng 1 năm 2021 đến nay là 125.481 bệnh nhân. Cũng trong ngày 5 tháng 9, thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận 22 trường hợp mắc COVID-19 tử vong. Về chiến dịch tiêm chủng vaccine COVID-19, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Hồ Chí Minh HCDC cho biết, tổng số mũi vaccine đã triển khai tiêm đến ngày 4 tháng 9 năm 2021 là 6.444.826, tăng 123.777 mũi vaccine so với ngày 3 tháng 9 năm 2021, trong đó tổng số người tiêm mũi 1 là 5.992.514, số người tiêm mũi 2 là 452.312, số người được tiêm trên 65 tuổi người có bệnh nền là 695.513. Về công tác xét nghiệm, HCDC cho biết thống kê đến ngày 4 tháng 9, thành phố Hồ Chí Minh đã cơ bản hoàn thành xét nghiệm đợt 1 ở tất cả các vùng. Dự kiến ngày 6 tháng 9, các địa phương sẽ hoàn thành đợt 2 của kế hoạch xét nghiệm. Theo đánh giá sơ bộ, tỷ lệ dương tính ở vùng xanh, vùng cận xanh là 0,8%, vùng vàng là 1,5%, vùng cam, vùng đỏ là 3,6% đợt 1 và 2,7% đợt 2. Kết quả xét nghiệm real-time PCR từ ngày 27 tháng 4 đến ngày 5 tháng 9, thành phố đã lấy 1.702.932 mẫu, trong đó có 1.040.522 mẫu đơn, 662.410 mẫu gộp, với 6.139.997 người được lấy mẫu. Về tình hình chăm sóc, theo dõi điều trị F0 tại nhà, tính đến ngày 4 tháng 9 năm 2021, số trường hợp F0 đang cách ly theo dõi điều trị tại nhà là 111.395 người, trong đó có 83.861 trường hợp thực hiện cách ly tại nhà ngay khi phát hiện và 27.534 trường hợp cách ly sau xuất viện. Số trường hợp F0 đang cách ly theo dõi điều trị tại các cơ sở cách ly tập trung quận huyện là 24.140 người. Về tình hình cách ly kiểm dịch y tế, số trường hợp F1 đang cách ly tập trung là 2.634 trường hợp, số trường hợp F1 đang được cách ly tại nhà là 21.064 người. Báo Thanh Niên sẽ tiếp tục cập nhật tình hình dịch bệnh COVID-19 trong các bản tin sau.